hoàng luôn các bạn ơi. Vớ các bạn nha. Một bộ 12 đôi. 12 đôi mà có 50.300 đồng thôi, tính luôn phí ship. Trong cái dịp sale sinh nhật Lazada khá là rẻ. Có địa chỉ ra shop các bạn có tham khảo đến trực tiếp chúng ta mua ủng hộ shop ha. Rồi, lần trước mình đã vui rồi, mà không biết up chưa, video chưa mình chưa biết nữa. Thôi, đăng thêm cái nữa. Cái này là bộ thứ hai nha các bạn. Bộ thứ hai mình mua của shop. Mục đích mình mua thứ nhất là lười giặt quá, cái phải mua cái nào thay cái đó, trong bỏ xài xong để qua bên, không có thời gian giặt đồ. Mà ở nhà có máy giặt chứ ở riêng phòng trọ thì chưa có điều kiện xong. Mặc dù sắm nhận được nhưng mà chưa có nhu cầu. Rồi, cùi theo khéo. Rồi, trong đây có tặng cái dây dài các bạn nha. Rồi, một số cái bột tóc thôi, bột cái gì nữa. Rồi, coi như đó thôi. Rồi, đợt trước thì mình có tặng dây dài thôi, đợt này chắc có cái ron, cái bịch này thôi. Giống cái bột gì đó mình không biết. À, đợt này may quá có dây dày trắng. Đợt trước đưa đôi giày màu vàng cho mình, không biết tặng ai luôn, không biết xài luôn. Shop cho đôi giày màu sốc quá, không biết xài sao luôn, để làm kỷ niệm chơi luôn, hoặc là nữa có bán buôn gì đó tặng lại cho người khác. Đây, sao rồi mấy rồi đèn này, một rồi đèn nè, hai rồi đèn nè, ba rồi đèn, bốn rồi đèn, chỉ là mỗi loại bốn đôi. Đôi trắng nè, một đôi nè, hai rồi trắng nè, thì mỗi loại bốn đôi các bạn nha. Ba bốn rồi trắng nè, rồi tám là bốn đôi luôn rồi. Một rồi, vậy là mỗi loại 4 đôi. Được rồi, mình xài cũng hết luôn rồi. Mình cũng chia sẻ với bạn luôn, mình sẽ làm một cái độc quyền nhất của cư dân mạng. Được không? Đó, mình chơi như thế này. Đây. Để điện thoại. Để điện thoại thôi. Đấy. Điện thoại, xuống tầm điện thoại. Điện thoại bể, điện thoại gì đó không biết. Nói chung là còn sống. Mình định hình tương lai của kênh thế các bạn, y như cái hình trang chủ của mình nha. Về phần cứng phần mềm, chút ít thêm cái lập trình, đó là định hướng tương lai sau mình sẽ để y như vậy. Còn cái mấy cái video mà chơi lặt vặt mình up, mà chủ yếu là mình đăng như kênh nó sống thôi. Nhưng thực chất là mình đi theo cái hướng đó, sau này mình sẽ bỏ những cái video tào lao. Video nào mà dưới 500 lượt xem mình sẽ bỏ, mình sẽ chuyển qua chế độ mà không công khai. Bạn nào có xem thì chúng ta vô cái danh sách phát, chúng ta tham khảo những cái video đó của mình đó. Đây là rất nhiều quá, YouTube trừ tiền mình, tại chiếm dung lượng họ nhiều quá. Còn mình đăng là toàn là full HD với lại 4K không, mà mấy video tào lao với đâu, mỗi video không được 1000 lượt xem nữa. Đó, khoe, giờ là tới màn khoe. Đấy, là đây nguyện vọng của mình nè. Nguyện vọng của mình là sửa mấy em này nè. Đấy, rồi bây giờ bỏ vô nè. Đấy, cái này 5S. 5S cho mọi nha. Giá rất là bèo, 500k. Hữu nghị, 500k. Còn sống, men còn sống, màn hình thì hên xui. Nói có cái dính là lao nữa các bạn nha. Thì chủ yếu là lấy linh kiện rồi thấy qua hay là chơi, dọc chơi, có kinh nghiệm thì sửa dạo. Giống như anh Thật Anh nha các bạn. Thật Anh TV á, các bạn nào muốn tìm hiểu các bạn, vô kênh bên đấy xem cũng hay. Mình thì định hướng tương lai mình thì nhiều hướng. Ví dụ mình
bại hướng này thì mình đi qua hướng khác, chứ mình không cố chấp một hướng. Biết đâu cái nghề mình đang làm nó không bền ta, biết đâu nghề nào đó sức khỏe yếu cái nghỉ ngang người ta. Mình dù làm 2 năm mấy rồi, mà nói chung là phải kiếm cái nghề ra trái. Rồi mình còn định hướng kênh nữa là vừa sau này vừa điện thoại vừa laptop. Đấy, định kênh mình là như vậy. Mình thông báo cho bạn biết để mà bạn có gì chúng ta ủng hộ, rồi chia sẻ những cái nào mà của mình thấy hữu ích thì chia sẻ, cái nào tào lao bí đao quá các bạn xem chơi cho vui, hoặc là không cần quan tâm cũng không sao. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.